Nếu như anh em đang cần tìm một giả lập chơi game trên PC vừa nhẹ vừa mượt lại còn có thể auto như thế này thì hãy tải luôn LD Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Hello, xin chào anh em nhá. Hôm nay chúng ta cùng nhau trải nghiệm thử một tựa game Dragon Ball anh em ạ. Game này thì ở bên bản Global có luôn cả phần dịch tiếng Việt anh em nhá. Mỗi tội tiếng Việt dịch hơi lỏ tí thôi. Ví dụ như train chẳng hạn là tập luyện hay gì đấy, nó dịch là xe lửa anh em ạ. Thề buồn cười với cả trưởng. Nhưng đồ họa con game này đẹp anh em nhá. Đấy, anh em xem này. Đấy. Vào vượt ải giao diện kinh luôn đi. Được nhỉ? Lâu lắm rồi thì mình mới có thể là tìm thấy một con game Dragon Ball mà đồ họa nó chuẩn kiểu nguyên tắc như thế này anh em nhá. Thì xó con bò luôn, đồ họa kiểu 3D các thứ thôi. Trò ra gì này nọ phết anh em ạ, không đùa. Ào múc luôn, boss là Kaliq này. Thật ra ngày xưa nhá, mình chưa đọc Dragon Ball ấy, nhưng mình ít xem anime lắm. Sau này thì có một số những cái vị gọi là phiên bản khác của Dragon Ball thì nó hơi kiểu là khó tiếp cận đối với mình một tí. Ngày xưa thì mình chủ yếu là đọc truyện thôi. Đấy. Nhận thưởng luôn này. Quest nhiệm vụ các kiểu này. Đây phần này thì mình dịch vẫn thấy là ok này. Rồi, congratulations này. Tiếp tục nhận thưởng. Đấy, nhận thưởng dịch là khẳng định anh em ạ. Ảo thật. Rồi, check sơ qua giao diện anh em thấy như nào? Có thân thiện không? Triệu hồi cao cấp này anh em này. Tôi là mình không đủ x10, sẽ x1 thôi nhé. Rồi mình có 7 vé thì mình sẽ chiêu mộ hết anh em nhá, x1 luôn này. Xem những vị tướng gì nhỉ? Ok. Ui giời ạ. Không có vị tướng gì xịn xò con bò nhỉ. Đấy, anh em nhìn thấy chiêu mộ dòng thần quả, dòng thần trái đất được không? Được phê đấy chứ. Tiếp tục. Chết rồi, ấn nhanh quá không biết ra vị tướng gì anh em ơi. Rồi, ok à. Quen tay quá anh em ạ. Rồi, cú thực sự luôn anh em nhá. Rồi, không sao. Mục xem nào, ở đây có mấy cái dương mở thử xem là cái gì đây. Dương trang bị các kiểu, có mảnh tướng luôn, SSR. Rồi tiếp tục là một số những cái tài nguyên khác anh em nhá. Đăng nhập xem nào. Hôm nay đăng nhập thì mình nhận được 10.000 cái SuZ này như là để nâng cấp XP gì ấy. Nói chung là cũng chưa quen giao diện lắm anh em nhá. Tiêu tài thì đổi kim cương lấy vàng thôi. 10 kim cương được 22.000 vàng này, 20 kim cương 40.000 vàng, 30 kim cương 60.000 vàng. 40 kim cương 80.000 vàng, coi như là gấp đôi anh em nhé. Nhưng mà 50 kim cương được cái 99.000 vàng, cú thực sự. Ok, ở đây là về giao diện tướng của mình đây anh em. Để nhìn thấy là Vegeta của mình này. Đó, anh em thấy nào, Android 18 này, vợ của chúng Krillin đấy, Piccolo, đẹp nhờ. Thật trời người rơi đấy, chính ra ngày xưa là bộ truyện tranh đầu tiên mà mình đọc là Dragon Ball. Sau đấy là đến Conan anh em nhé. Ngon luôn này. Ngày xưa cái thằng này nó không gọi là Trăng Sư đâu. Cái bộ ngày xưa nó gọi là Kalix. Kadix, Kalix. Đấy. Nadix, Raditz. Đấy, kiểu thế. Nó toàn đích rồi. Ok. Tiếp tục xem một số những cái hoạt động khác xem có cái gì nào. Trò chơi vòng quay các kiểu con đà điểu thì thôi vào battle thử tí nhỉ. Đấm phát nữa xem nào. Một đá này. Hình như là lúc tự chiến đấu đấy thì mình có thể quay trở lại giao diện chính được. Nó vẫn hoàn toàn là auto chiến đấu cho mình nhá. Đây, mình ấn tự động triển khai cái là tự động ra trận luôn này. Lần này Trăng Sư đã vào trận rồi. Mình nhớ là thằng Trăng Sư cầm kiếm này là cái đợt nó kiểu như là quay trở về từ tương lai ấy. Chú Son Goku bị ngộ độc thì nó đưa cho một cái viên thuốc để giải ngộ độc kiểu vậy. Nói chung ngày xưa đọc chuyện đấy là cũng căng thẳng đấy anh em ạ. Đọc đi đọc lại mấy lần liền. Ok. Rồi, win anh em nhá. Có thêm vài món trang bị nó level up rồi. Đây là level 15 anh em ạ. Bốp. Boss à? Có boss. Đây. Thanh niên này là Raditz đúng không? Raditz. Từ anh tinh 5x xuống. Đấy. Tìm kiếm Sunku về để giúp anh tinh. Nhưng mà cuối cùng là bị Piccolo với cả Sunku đánh cho nhức xích luôn. Rồi. Cách qua coi. Nâng cấp này. Lên cấp mắc luôn. Quay trở về xem nào. Tiếp tục là battle lẻ. Có cái gì đâu nhỉ? Tưởng có phần thưởng gì nhận chứ nhỉ? Nhưng như trong này khi mà chúng ta muốn kiếm cái vé chiêu mộ ấy là phải đi một số các hoạt động kiểu như là battle lẻ, nhà làm nhiệm vụ, khiêu chiến các thứ anh em nhá. Ok, xác nhận luôn này. Rồi đấm luôn. Thằng đấy. Anh em thấy đồ họa con game mình như thế nào? Có thể để lại một ý kiến dưới phần comment được không? Đấy, riêng mình thấy là đồ họa đẹp đấy. Ồ, kia là cái đại hội võ thuật đúng không? Võ đài đại hội võ thuật nhỉ? Đấy, mình vẫn nhớ mà. Rồi, đây có một số cái tính năng khác này. Phiên tòa bí ẩn, mùa giải. Ê ô, nhiều tính năng lắm anh em ạ. Mỗi tội là cần phải cày quốc tí nữa, lên level thì nó mới mở hết cơ. Rồi, dương gì đây? Dương... trang trại á. Trang trại. Hào. Dịch hơi ngố tí anh em nhá. Ngố tàu thực sự luôn. Thề. Một số cái giao diện khác kiểu như là League Arena 5 phía các kiểu season. Đấy, thì nó lại không dịch nhỉ. Chắc là nó chỉ dịch một số những cái tính năng rồi thì một số những cái... Tên tướng thì mình cũng thấy có dịch luôn anh em nhé. Đây này. Ở trong này thì nó dịch nhưng bên ngoài này thì lại không dịch hết. Dịch hết đi để mình hiểu tí xem nào. Một số cái nó còn bị lỗi phông chữ nữa. Ví dụ như đăng nhập cao cấp thì Á lại viết hoa, còn chữ D lại không viết hoa. Đây là mình nghĩ là phiên bản chính gốc của nó là phiên bản Global. Nó kiểu như là dịch bằng Google dịch thôi. Để cho những anh em nào người Việt có thể vào trải nghiệm thì nó dễ dàng hơn. Đấy, ví dụ như train này, nó dịch là huấn luyện chẳng hạn thì nó dịch là xe lửa. Cay thực sự, tế bào Kisou, triển khai xe lửa. Rồi, Sun Gohan, đây là một trong những nhân vật mà mình thích nhất ở trong cái phần bộ truyện đầu tiên anh em. Ok, một số vị tướng SSR khác cho anh em xem này. Android 18 này. Rồi, Android 19 này. Rồi, Trăng Sư này, lại là thân lễ SS là cái gì? Mẫu ô. Thằng Cell bạo hung. Trời ơi. Tiếp tục Android 21 này. Ủa? Mình không có cái trí nhớ gì về Android 21 này nhỉ? Vua Piccolo này anh em này. Rồi Supler. Vãi cả dịch là Supler cai tối cao này. Một số nhân vật sau này thì nó phải ở đến cái bộ anime nó mới có anh em ạ. Chứ còn chuyện ngày xưa chưa có đâu. Siêu Android 17. Tôn Gohan. Ủa? Son Gohan siêu xe ra cấp 2 mạnh vai trưởng anh em nhá. Mỗi một lần tức giận lên khủng khiếp thực sự luôn. Ui, Goku đen này. Rồi, đây là Cell giai đoạn 2. Tiếp tục. Ui dồi, Trăng Sư đấy. Rồi, Frieza hoàn hảo này. Hết chưa? Hết rồi. Xuống UR xem nào. UR có Goten này. Ui ui, SSR Goku đen luôn. Ui, Frieza vàng này. Xem bộ hung hoàn hảo này. Sau khi tiến hóa mắc ở đấy. Tiếp tục là Vegeta tóc xanh này. Ui, Gohan tóc đỏ này. Ý, ma bưu mập này. Sau này được thuần hóa ma bưu mập trông khá là đáng yêu anh em nhé. Rồi, God xem nào. Wow, Gogeta căng vậy. Jiren này. Jiren là một trong những nhân vật mà mình khá là yêu thích anh em nhé. Ui, Goku cuối cùng. Broly hết mình. Anh em nghe quả dịch tiếng Việt nghe tức nhỉ. Vegito này. Hợp nhất Yamazoo này. Towa. Ủa? Nó lạ vậy? Các nhân vật Towa lạ ấy nhỉ? Cosmos xem nào. Cosmos. Theo ra. Ủa? Siêu Goku đen. Sao phần Cosmos này là cái bộ gì mà nhìn lạ thế anh em nhỉ? Kiểu như là toàn hóa thành ma vậy. Ok. Ai cũng thấy có chữ M luôn á. Gohan này. Rồi mấy nhân vật này hơi lạ anh em nhé. Anh em nào mà xem đến đây rồi thì có thể để lại comment ở bên dưới nhé. Giải thích cho mình một số cái nhân vật đây cái. Đấy này xem nào. Geno, Broly tối thượng này. Ủa trông ngầu ấy. Goku. Thề với anh em luôn là cái giai đoạn này là mình chưa hề biết đến cái gì luôn á. Siêu Jiren này cũng chưa biết luôn này. Rồi. Geno, Geno nghe quen quen nhỉ. Đấy, anh em thấy con game mình như thế nào? Nhớ để lại comment ở bên dưới nhé.